Công ty có trụ sở tại Bucharest, Romania, chuyên sản xuất một loạt các sản phẩm kỹ nghệ bằng kim loại bắt đầu từ các phòng công nghiệp, lắp đặt thép không gỉ cho các ngành công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp hoặc các khu vực khác nơi cần có khả năng chống ăn mòn cao, cũng như trang trí cho các công trình dân dụng hoặc công nghiệp như lan can, cầu thang nội thất, mái hiên, cổng, hàng rào và các đồ trang trí khác. Công ty có một kinh nghiệm phong phú trong việc gia công thép không gỉ và đồ trang trí bằng inox. Công ty cũng thực hiện kết hợp kính hoặc gỗ, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Công ty có mạng lưới phân phối riêng các sản phẩm thép không gỉ. Vì vậy, công ty có thể đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng và các vật liệu cần thiết luôn có trong kho. Hiện nay, công ty đang có rất nhiều công trình cần phải hoàn thiện, nhưng không có đủ số lượng nhân công đáp ứng tay nghề trên thị trường Romania. Thông qua sự giới thiệu của công ty cổ phần LMK Việt Nam, công ty rất vui mừng được tổ chức buổi thi tuyển chọn lao động Việt Nam sang làm việc tại Romania. Chi tiết về vị trí, số lượng, yêu cầu tay nghề và mức lương được cụ thể như sau. Tổ trưởng, số lượng 1, lương cơ bản $900 một tháng, thu nhập dự kiến $1,580 trên một tháng. Thợ kết cấu, số lượng 25, lương cơ bản $630 trên một tháng, thu nhập dự kiến $1,105 trên một tháng. Thợ hàn, số lượng 25, lương cơ bản $630 trên một tháng, thu nhập dự kiến $1,105 trên một tháng. Mô tả công việc, tổ trưởng yêu cầu biết tiếng Anh, biết hàn, thợ kết cấu, đọc bản vẽ sau đó đo đạc cắt theo bản vẽ, đính gá xong chuyển sang cho bộ phận hàn, mài đánh bóng sản phẩm sau khi nhận lại sản phẩm đã được hàn. Thợ hàn, bài hàn, hàn 3 G-Mix, hàn nối hai ống thép vào với nhau sau đó chuyển lại cho thợ kết cấu mài đánh bóng. Đối tượng và tiêu chuẩn tuyển chọn: nam tuổi từ 25 đến 45 tuổi, có bằng trung học phổ thông trở lên, có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự, sức khỏe tốt. Thời hạn hợp đồng 2 năm và gia hạn hàng năm. Thời gian làm việc 8 giờ trên ngày, 5 ngày trên tuần. Ngoài ra công ty có giờ làm thêm mỗi ngày. Quyền lợi nghĩa vụ của người lao động: được chủ sử dụng cung cấp ăn và ở miễn phí, phòng ở với đầy đủ chăn ga, gối đệm, tủ đựng quần áo, hành lý, có điều hòa nhiệt độ và nhà tắm tiện nghi, phòng tập, phòng giải trí, thư giãn riêng đạt chuẩn cho người lao động. Người lao động được hưởng các chế độ khám chữa bệnh, bảo hiểm và các chế độ khác theo luật lao động của Romania và các quy định của chủ sử dụng. Người lao động không phải đóng bất kỳ khoản thuế, phí nào, tất cả do chủ sử dụng chi trả. Khi sang Romania làm việc, anh em lao động Việt Nam còn có cơ hội nâng cao tay nghề và tầm hiểu biết, tạo tiền đề để phát triển hơn nữa trong tương lai. Với hồ sơ từng làm việc cho tập đoàn hàng đầu thế giới, anh em hoàn toàn có thể vươn tầm đến những cột mốc xa hơn, như trở thành thợ hàn đẳng cấp quốc tế, dễ dàng nhận được vào bất kỳ công ty nào mà anh em mong muốn trong tương lai, hay học thêm ngoại ngữ để trở thành foreman, admin quản lý lao động. Không chỉ nhận được mức lương tốt và cơ hội cho tương lai, nếu gắn bó với công ty từ 5 năm trở lên, anh em có cơ hội được cấp thẻ xanh để cùng gia đình định cư dài hạn tại Romania, tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho con em sau này. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ đối tác tuyển dụng trực tiếp tại Việt Nam, công ty cổ phần LMK Việt Nam, số điện thoại 024 7300 1333 hoặc 0936 284 566.